thì mưa các bạn, hôm nay mình đang mưa, đang to luôn bạn. Thì hôm nay đây mình chỉ thái rau dớn, lại thái rau muống tơi để chiên một canh rau dớn tối ăn bạn. Mưa to thì nó hơi ổn quá các bạn. Quê mình giờ này đang mưa, khó. Tháng này của mình hái được ít rau dớn, rau đặc sản các bạn. Chứ mình không ăn rau này đâu, nhưng mà ở hôm nọ thường mình hái, không cần để hái ăn, mình mới biết là ăn rồi ngon. Nhìn cái này thôi mình nghĩ là ăn rau này ghê, chẳng ăn được, không ăn như là múa mà ăn ngon. Mùa ổn quá, mình lấy những cái lá sâm non non ấy ăn, ở nhà kho ướt vặt này, vặt cái non non thì bố mình chưa hướng thật, vặt cái lá để ăn. Rau này xào rồi tỏi trần qua cho đỡ nhớt, không phải xào tỏi vậy ăn mới ngon. Mẹ ơi, cái này xào với long lan hoặc lòng gà thì ăn ngon. Cái này là nắng hôm nọ từ 30 tháng 4 thì mình làm không ngon. Mưa lúc tưởng lên Việt Dân Quân nhỉ, các môn xỉu quên chạy ra hết hồn. Tiền có hay chưa chỉ có mày nắm rõ thôi ông Đạt đấy. À thế thì ông này gọi trực tiếp cho ông kia. Vâng. Ông Đạt chỉ biết khi nào ông kia đưa thì ông chỉ biết là có thôi. Người gọi tao lên vùng lấy ông vẫn không biết chẳng thế. Cả sân đồng vừa đổ mái xong mẹ mưa này cướp rồi điền vừa đổ mái ông mẹ quả này khen quá ốm chè ốm mà chè cũng nhanh nó trôi hết. Nhà ông không đồng được tiền đấy. Đây ô tô đổ gì? Nhà ấy đang xây gì? Ngoài đấy, từ nhà. Của nhà, nhà vườn đấy, nhà nó tỉ. Nhà mày tỉ với nhà vườn hả? Ừ, bé bé nào. Mày không dân cái lá kia đi. Lá thì ta ăn gì? Ăn được cái gì? Nhà thì tỉ đấy. Thế cơ à? Ừ, to lắm thì từng bé à. Con thấy xây, con tưởng xây cái chuồng gì đấy. Đâu, mày nhìn nhầm, đấy là cái chuồng bò nó khác. Nhìn mà nhìn ra thơ về phía đằng sau. Nó đổ, bây giờ nó đổ to lắm lưu ấy. Thế ạ, không đập vào nhà cũ mà sao lại xây lửng như thế? Xấu. Đâu sau này nó có nhà mới nó mới đập, nó ở đâu? Đập mẹ giờ cũ. Dở, nó đinh về trong bàn rồi nó bắt ra nó sầm nó. Không có khi nào cái đấy đi. Nó khi nào chuyển về nhà mới nó đập bỏ nó chỗ ở, mẹ nó mưa gió nó ở đâu rồi. Ôi nhẹ. Quen quá. Con tưởng là xây cho vợ chồng ông Minh ở đấy chứ. Hai bố con, nửa tiền. Chả biết là đeo mà. Lần nào thường của Minh thì nó nói. Ừ thì sao chứ, ông chết thì chả để cho ông Minh. Đáng tuổi nó xây bên cái cổng ông Bảo á, nhưng mà đeo xây. Thế xây cổng ông Bảo? Nó cầu đất đấy à? Nó cho sáu cò thuê đấy gì rồi. À, đất sáu cò thuê đến này à? Ừ. Ừ mà đấy xây nhà vườn thì đẹp. Đâu, nó chắc là để nó bán đấy. Ừ. Đấy chết thì chạy nhau, rào chạy nhau, bảo nấm mồm, bảo dưới nhà, đầu nó nấm mồm, chảy máu mồm. Điều đó mồm, em bảo bác rào tuột, cô ấy có mình chặn luôn, mà nhau chết. Ghê. Có lẩm không, nó nấm cho hết sạch. Bác rào mà mình trốn cổ rồi, mình cổ rồi. Thế thì bác thẳng nhà, chứ không lo, thấy lo được bao đầu. Mọi người đám sao nó vào rồi đấy, phải đưa cái bó thì phải phá tay lại. Tình chết cô hôm bố chửi không đến sang đấy nhỉ? Không, chuyện mất mặt. Bảo thơ cái chuyện. Mưa gió này ở nhà chẳng có việc gì làm cả. Trời vừa sáng nay mà nắng không thấy nắng ấy. Mình nghĩ là hôm nay nắng to. Vì sáng ra thấy giờ thì em ngồi không thì nóng. Kiểu này nắng to. Ai ngờ nắng chưa thấy mưa thôi. To quá trời quả đất. Thì rau này các bạn nhìn mà to thế này thôi. Mà thực sự là nhiều cành giá giá ấy. Nhìn nó như một rổ đầy nhưng mà làm ta là ít. Rau đặc sản. Mấy cái này già rồi. Ông làm lỗ, mưa không tối mưa người ta cũng ăn ra đóng cửa thôi. Không là gì? Người ta cứ làm mưa thôi. Lỗ, nó có hắt,
làm gì ấy? Ăn bánh nó là một khóc phải. Làm gì ấy? Gì? Mày lấy gì ấy? Không có áo thun về. Mày rảnh chưa? Ngồi đây có câu này, lên làm gì để mày nhìn thú này à? Chùa này tre khổ lắm mà phải mua kiếm đông rồi mà tre. Chắc chắn, mẹ tre là vừa bán ngay. Vừa đổ xong cái gì? Sang cái cửng lắm. Nó đổ máy ngay, đổ tay cho nên phá chạy. À máy thì ngay. Máy nó phun, rồi dầu như vậy. Nhà thằng Nguyên đổ nước cái sân chưa? Nó nổ rồi. Ô, quả trứng nó giúp để ăn nè. Ô, nó ăn từng quá rồi. Ừ, con quả nó đổ nước rồi. Quá này sợ. Nó còn nhà nó không biết. Đấy, cái lá kìa, quên kìa, miếng ăn mùi lở kìa. Mùi lở gì? Chị bảo mày đó quá không có trứng đi ăn. Sáng nay có phải mua rượu không phải có bon chán không? Nhìn nghĩa ăn chuối cũng được. Chứ là gì đấy? Chắc là chắc là gì? Ông Linh, ừ, ông Linh thạch có đốt sẵn và dân cho cơm đang từ sáng còn đấy. Một cơm bố. Hai lợi có đủ cơm không ăn? Không. Ôi chết đấy, đủ nổ. Đợi bọn chị được mà gì thì nó lụa. Dè nó tìm nó có gì ăn. Đấy mà từ lúc không biết đi đi mưa rồi mới tính. Bọn đi đẹp dày nhờ giết cho nó. Giết rồi không? Con á. Từ lúc đi đi tại mẹ ăn không? Ngồi nhà ông bông. Hớn đâu, nó ngồi ngoài bố vào cho nó nhặt. Con này nó cũng dở dẩn cơ. Đây nha, nên là người lạ, nên là đường với mình. Nó là em dạ ăn gì? Bố mắt thấy thôi, nhìn thấy thôi mà cầm cơ anh cành già đi. Ít thử cái nhau lắm. Hay mày đội ô mà đi kìa. Rồi bây giờ này ông Nguyên mưa này ông không phải để ý. Đó ngồi ra đi đi nhà, người lẻ nhớ chuyện. Ui, bố tinh làm nhà ông ấy nó mù ấy, mà ông thấy. Thì ông biết được rồi. Không nhận bố chưa lấy đồ nhà ông thật. Người ơi, xuống làm cái gì? Cái nhà đi mưa đấy. Nó khéo nhau, mưa mới chết một ngã. Ừ, ừ, thế là lên đấy. Lên ngay, tao sợ. Khi mình lên ra, tao biết viêm dẫu một ngại đéo cơ bản. Sợ đây, thế nó sợ. Họ ngay ngại. Sợ ngã. Đi lên thì sợ. Tưởng ông Tám lòng tốt lắm. Chết cười của mình ạ. Canh thì không có canh gì ăn. Cơm thì mình gọi là bị kiến chui vào đấy. Nên là phải đợi trưa mình có cơm mình có canh ăn. Giờ này mình còn đang đi quay video thôi. Cái hôm qua mình 1 giờ hơn mình ăn cơm. Qua trường mình dựng rượu. Có mỗi 2-3 bộ con cơm ở nhà đấy. Tạo một đấy được một đồ dầu đông giớm này ạ. Món này thì chiều xà. Nên mình sẽ ăn để chuẩn bị đau thôi. Làm được không? Làm vậy. Mưa to thì nó hơi ổn các bạn. Rau mồng tơi thì to lắm mà. Lá to như bàn tay. Vừa bằng cái bàn tay của mình. Mấy cái này mình bằng cái lá. Ăn. Cái này hình tâm nó cũng có nhiều. Rau sao hồ mát quá.
con hải. Này ở Hà Nội mình mua các bạn là ít chưa to này lắm. Hay bị nập. Điện ra sạch bạn ra là nhà mình chỉ mua túi mỗi nước thôi, không phải bán phân gì, nó sạch lá to rất tốt thì nó xong. Rau này để không nó cũng lên được bạn, không phải tính nước nó lên nhưng mà nó to cái rau lắm. Nó không đờ to như cái lá mình 200. Cái lá rau này 200 được tốt lắm luôn ạ. Ngoài chợ bán được. Đi mua rau của nhà trồng tốt nhất ạ. Cành nấm mọc đấy, phải bé rồi nó canh. Nó to đây, chả biết mình làm được không. Chả biết con sửa nó làm được không, cạnh về tới lúc nó to. Bữa này ra ngoài nước tắc lắm. Vừa rau dược quá. Đang nghe là con cánh trong một câu rồi. Mà rau rể. Nhà mình gần rau rể đỏ đây mình không nghe được. Cảm thấy con gì nó ăn mất rồi. Chưa lên mấy thanh canh ngai lên nó ăn mất rồi. Và mồm tơi với lại rau muống lại tốt. Thank you.
không? Ê, nằm không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.